Vâng, thưa quý vị, second home hay còn gọi là căn nhà thứ hai là xu hướng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam từ vài năm trở lại đây. Theo thống kê của tờ Telegraph đến từ nước Anh, Việt Nam nằm trong top 20 thị trường second home mới nổi trên thế giới và top 3 thị trường second home hấp dẫn có giá trung bình trên nửa triệu bảng Anh. Trong khi đó, theo ước tính cả Ngân hàng Thế giới, tầng lớp trung lưu Việt Nam hiện xấp xỉ dân số của một quốc gia trong nhóm 4 con hổ châu Á cộng lại. Tầng lớp trung lưu cũng chính là nhóm khách hàng đang có nhu cầu rất lớn về sở hữu một căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng và tích lũy tài sản. Một trong những thị trường nổi bật của Second Home chính là Bà Rịa Vũng Tàu. Và phóng sự ngay sau đây chính là sự lý giải cho nhận định này. Thưa quý vị, hiện tại Thu Thủy đang có mặt tại ngã ba Cái Mép, đường vào cảng Cái Mép Thị Vải của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải là cảng nước sâu lớn thứ 19 trên thế giới và cũng là cụm cảng duy nhất tại Việt Nam có các chuyến tàu mẹ sang Mỹ và châu Âu. Lợi thế của cảng Cái Mép Thị Vải kết hợp cùng với sân bay quốc tế Long Thành vừa được khởi công và dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2025 đã mở ra cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều cơ hội để đón đầu lực lượng khách du lịch lớn. Thực tế, từ nhiều năm qua, Vũng Tàu luôn là địa phương có tăng trưởng du lịch thuộc nhóm đầu của cả nước. Chỉ riêng trong năm 2019, báo cáo của Sở Du lịch cho thấy, địa phương này đã đón hơn 8 triệu lượt khách du lịch. Tổng doanh thu thương mại du lịch ước đạt 229.400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018. Dự báo đến năm 2025, Vũng Tàu đón hơn 8,6 triệu lượt khách lưu trú và đến năm 2030, số lượt khách lên đến 17 triệu. Đồng thời, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng và tỷ lệ sở hữu ô tô gia tăng cũng khiến những địa phương chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 1,5 giờ lái xe như Vũng Tàu trở thành điểm đến hàng đầu. Nhịp sống năng động của thành thị, thời gian eo hẹp khiến nhiều gia đình trẻ ngày càng chuộng văn hóa du lịch tự túc với các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày cuối tuần bằng ô tô. Kéo theo đó là làn sóng sở hữu ngôi nhà thứ hai cũng bùng nổ mạnh mẽ tại đây. Mặc dù là tâm điểm thu hút khách du lịch, nhưng Vũng Tàu lại có nguồn cung lưu trú cao cấp 3 sao đến 5 sao ít ỏi, chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của du khách và thua xa các địa phương khác như Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết, Phú Quốc. Tổng lượng phòng khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu chỉ bằng 1 phần 12 Nha Trang, 1 phần 7 Phú Quốc, 1 phần 9 Đà Nẵng và 1 phần 4 Phan Thiết. Để đạt được con số 8,6 triệu khách du lịch lưu trú vào năm 2025, Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 6.000 phòng khách sạn 4 đến 5 sao. Đặc biệt, để có thể níu chân khách du lịch cao cấp, Vũng Tàu cần có các quần thể nghỉ dưỡng lớn, đa tiện ích giải trí. Đây cũng là lý do mà The Maris, quần thể resort nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao do Rioland phát triển đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của khách hàng ngay từ lần ra mắt chính thức vào tháng 12 vừa rồi. Và ngày hôm nay, Thu Thủy cũng đang có mặt tại căn nhà mẫu thuộc tháp căn hộ Alaric Tower của The Maris. Theo Thu Thủy được biết thì 100% căn hộ tại đây ôm tròn tầm nhìn hướng ra 500m bờ biển. Và chỉ cần bước ra ban công như thế này thì Thu Thủy đã có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của thành phố biển Vũng Tàu. Đến đây, Thu Thủy thích nhất là thiết kế mỗi căn hộ đều sở hữu hệ thống cửa kính lùa rộng cùng khu ban công thông thoáng, được thiết kế tạo hình như những cánh buồm căng gió nghiêng hình xích xác để chủ nhân có thể tận hưởng mọi góc view đẹp nhất của biển. Căn hộ Alaric Tower còn là cơ hội khai thác lượng khách khổng lồ lên đến 10 triệu dân của thành phố Hồ Chí Minh. Và tất yếu, nhu cầu sở hữu second home của các gia đình và các nhà đầu tư tại Vũng Tàu được kỳ vọng có tỷ lệ tăng trưởng lên đến 2 con số mỗi năm. Nhờ vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, hệ thống tiện ích giải trí đồ sộ, căn hộ Alaric Tower trong tổ hợp The Maris với vị thế là trái tim của du lịch Vũng Tàu trong tương lai sẽ đón đầu làn sóng đầu tư và lượng khách du lịch gia tăng qua các năm, dễ dàng cho thuê với lượng khách ổn định. Trong thời gian không sử dụng, chủ căn hộ hoàn toàn có thể cho du khách thuê lại để có thêm nguồn thu nhập thụ động bền vững. Trong bối cảnh giá bất động sản tại Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tăng cao qua những năm gần đây và tốc độ tăng mạnh nhất thuộc về các sản phẩm mặt tiền biển, các chuyên gia nhận định, các hệ thống hạ tầng hoàn thiện, thị trường cho thuê bất động sản nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu sẽ còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh. Thế nên, Vũng Tàu được nhận định là điểm đến hấp dẫn cho làn sóng đầu tư second home ven biển hấp dẫn 2021.